Thân chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại khóa học Monstack của mình. Ở video hôm trước là mình đã tạo cho bạn cái component về admin page các bạn nhé. Và mình cũng nói với các bạn là gì? Khi mà các bạn lại gặp những cái component mà gì ạ? Có những phần chung các bạn nhé. Thì các bạn gì? Luôn luôn sử dụng cái phần gì ạ? Layout để gì? Tái sử dụng cái phần chung các bạn nhé. Bởi vì nếu mà gì? Các bạn mà không sử dụng mà tách cái phần chung ra layout ấy thì gì? Thì ở component nào thì cũng có phần chung đấy nha các bạn, đúng không các bạn? Và gì nó sẽ làm cái code của bạn đã kết các bạn nhé. Rồi, ở video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn gì ạ? Tư duy để tạo ra cái layout các bạn nhé. Các bạn inspect everything giúp mình này. Chúng ta vào deep app nhé. Và chúng ta xem wrapper này. Như mình phân tích ấy, phần nav bar là chung các bạn này đúng không ạ? Phần nav bar chung này là phần ở trên này. Phần aside, tức là phần sidebar này chung á. Phần footer chung á. Và gì ạ? Chỉ có mỗi phần là deep content wrapper đúng không ạ? Thì khi mà list user thì nó sẽ show ra list của user, khi mà product sẽ show ra list product các bạn nhá. Rồi. Thì mình cần đưa cái phần nav bar này, phần aside và phần footer này vào trong layout các bạn nhá. Để cho tất cả những cái page sau này nó kế thừa layout gì thì nó đều load cái phần chung đấy đúng không ạ? Rồi. Các bạn mở lại source giúp mình này. Trong thư mục src các bạn tạo cho mình một cái folder mới là gì? Layout. Có add nhá, bởi vì là chúng ta có thể tạo nhiều layout các bạn nhé. Có nghĩa là những cái page mà có dùng phần chung ấy thì các bạn đưa vào trong layout, đúng không? Rồi. Mình tắt cái phần edit page này, outrouter này các bạn nhé. App. Mình giữ lại cái phần gì ạ? Admin page.js thôi các bạn nhé. Trong layout thì mình tạo ra một cái new, một cái file này là gì ạ? Là admin layout các bạn nhé. .js admin layout.js nhé. Thêm nữa thì các bạn tạo cho mình trong src này, tạo cho mình trong cái gì ở đây, và tạo cho mình cái thư mục là component các bạn nhé. Rồi, có s đúng không ạ? Và trong component thì mình sẽ tạo ra một cái gì common, tức là những phần gì common mình đưa vào đây đúng không ạ? Thư mục common nhé. Rồi, trong admin layout này thì các bạn lại copy cho mình cái phần hiện page admin page.js này. Có mình toàn bộ content này sang Ctrl A, Ctrl C này, Ctrl V giúp mình, đúng không? Và đặt lại tên cho mình là gì? Ở đây là gì? Admin layout các bạn nhé. Layout. Ở dưới là mình sửa lại thành admin layout nhé. Rồi, như mình nói là gì? Thằng admin layout này là gồm những phần chung á, thì gì bạn tách cho mình cái gì? Phần nav bar này. Gồm có gì? Phần nav này đúng không ạ? Phần aside này là phần sidebar đó các bạn ạ. Đây nhá. Phần nav này mình thu nhỏ lại các bạn nhá, phần size này. Và phần này là phần riêng các bạn nhá. Content grabber là phần riêng các bạn, và phần footer này cũng là phần chung á. Thế thì mình sẽ để ba cái phần này phần chung đúng không ạ? Và gì mình tách ba cái phần chung này vào trong cái component common các bạn nhé. Mình tạo một cái file là gì ạ? Là cái naps component, nap component.js các bạn, rf function component export nhé, để tạo ra nap component đúng không ạ? Và copy cái nội dung nap ba này sang giúp mình, Ctrl C này, thay vào trong cái editor này các bạn nhé. Ctrl A đó, Alt Shift F để format lại code. Tiếp tục mình sẽ tạo ra một cái gì ạ? Aside các bạn nhé. .js. Sorry các bạn, bạn sửa cho mình là gì name lại gì component đi. Aside component cho thống nhất các bạn nhé. Component, cái thằng kia có component rồi. Component.js rồi. Bạn cũng giờ F function component export đúng không ạ? Và quay trở lại cái admin layout, bạn copy cho mình cái gì, cái phần aside này sang đó, Ctrl C này, Ctrl V vào đây nhá, và Ctrl A, Alt Shift F để format lại code. Xong, mình đã xong phần aside các bạn, mình tạo thêm một cái này là gì, footer bạn nhé. Footer component nhá, .js.
Mình copy cái phần footer này sang các bạn nhé. Ở trong cái admin layout ấy, canon C này, rf function component export nhé, và thay được vào trong cái div footer này, control a and shift f. Rồi sau khi tạo xong các component nữa, các bạn quay trở lại cái thằng admin layout này và xóa cho mình cái phần ba phần này đi, nắp ba này, còn tên grouper, sorry các bạn nhé, phần assign đúng không, và phần footer nhớ cho mình là xóa đi thì các bạn phải import lại đây nhé, import nap ba nap nap component các bạn đúng không ạ, từ gì ạ, mình đang đứng ở đây là đứng ở admin layout đúng không ạ, và gì thì mình phải gì và back lại một cấp các bạn nhé, vào src rồi chấm chấm xuyệt này, vào component đúng không ạ, vào common các bạn nhé, xong vào gì ạ, nap component đúng không ạ. Rồi mình sẽ instant cái nap component ở đây. Đấy thì khi mà nó chạy layout thì nó sẽ lấy được cái nội dung của nap component các bạn nhé. Tương tự là gì, mình sẽ có copy thêm một cái dòng nữa là gì ạ, là assign component các bạn nhé, assign component này đúng không ạ, từ gì chấm sửa assign component đúng không ạ, và gì thêm một gì, chúng ta sẽ có là footer, footer component đúng không ạ, từ gì, từ footer component nữa, thay đổi cho mình cái chỗ này nha. Rồi mình sẽ có là dưới cái thằng nắp ba mình sẽ có là gì, assign component đúng không ạ, assign component, và dưới cái thằng này thì mình có gì, footer component. Rồi về cơ bản thì mình đã xong phần nắp ba, phần layout ạ nhé, và các bạn xóa giúp mình cái phần này đi giúp mình, và comment lại đây cho mình một cái dòng là gì, content thay đổi các bạn nhé, content trên như thế nào thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn thêm với các bạn đây này, comment lại giúp mình đúng không ạ, content trên các bạn nhé. Sau khi xong xuôi thì các bạn nhớ cho mình là gì, khi các bạn vào cái row là admin đúng không ạ, thì nó đang load community admin base này đúng không ạ, và gì các bạn xóa cho mình cái phần chung này đi, nắp ba này, phần nắp ba này xóa đi các bạn nhé. Ở trong cái phần admin layout của mình đã gì, đã có đầy đủ cái div từ của grouper đúng không ạ, thế thì mình sẽ làm gì, mình sẽ import cái thằng đây, import cái thằng mình sẽ import các bạn nhé, import gì ạ, import thằng admin layout bạn nhé, admin layout, layout từ gì ạ, ở đây thì mình đang đứng ở page này đúng không ạ, mình phải back ra một cấp chấm chấm xuyệt này, xong mình vào gì ạ? Layout, vào admin layout bạn nhé. Rồi mục đích của mình là gì, mình sẽ load cái thằng admin layout ở trong cái thằng thằng admin page này bạn nhé, tức là khi mà nó vào cái dấu admin ấy, thì nó sẽ chạy cái admin page.js đúng không ạ, thì nội dung này nó sẽ được loạt nhé, nhưng mà nội dung này mình đã được phần chung mình đã đưa sang đây rồi đúng không ạ bạn, thế thì mình sẽ xóa tất cả những cái phần chung đi bạn nhé, gồm cái gì nắp ba này đúng không ạ, assign này, phần riêng này mình để lại bạn nhé, footer này đúng không ạ, rồi mình xóa footer bạn nhé, mình xóa thiếu ạ. Và bên cái thằng admin layout này các bạn thấy là mình cũng có cái div grouper đúng không ạ, thế thì mình sẽ xóa nốt cái div grouper các bạn nhé, vào ngoài, và ở đây mình chỉ gì, bạn làm cho mình là cái gì, cái admin layout, layout thì trong admin layout thì các bạn đưa cho mình cái phần riêng này vào trong, vào trong cái admin layout này, rồi Ctrl A này, ăn Shift F bạn nhé, đưa cái phần riêng vào trong cái admin layout bạn nhé, và mình sẽ thu nhỏ và mình giải thích cho bạn tại sao mình làm này. Rồi khi mà cái dâu tơ nó chạm đến cái xuyệt admin các bạn nhé, thì nó sẽ chạy cái function này đúng không, chạy function này, chạy function này thì sẽ chạy cái admin layout này đúng không, chạy admin layout thì toàn bộ cái nội dung bên này nó sẽ chạy các bạn nhé,
đúng không? Nó đúng theo cấu trúc này đúng không? Nó chạy NAP3, chạy ASCII này và mình comment cái phần content trên đúng không? Bởi vì ấy khi mà gì một cái thằng admin layout này các bạn này nó chạy này thì tất cả những nội dung ở trong đây nhá thì nó sẽ nằm trong cái prop.children các bạn nhá. Đây. Ở đây mình có sẽ có một thuộc tính là prop s đúng không? Và gì? Ở đây mình sẽ show ra gì ạ? Là prop s.children các bạn nhé. Children. D R N prop.children. Cái thằng này nó không gợi ý cho nên mình cũng không chắc cái từ khóa này. Mình search lại trước tí các bạn nhé. React prop.children CHILDRN ILDRN HILDRN đúng các bạn nhé. RN ok. Như vậy là mình đúng cái từ khóa này rồi. Thì đấy mình giải thích lại cái quy trình của nó là gì. Khi nó load đến đây, nó load đến cái admin base này, xuyệt admin ấy, thì nó chạy cái function này đúng không ạ? Thì nó chạy cái admin layout này. Chạy admin layout thì cái function admin layout chạy đúng không ạ? Thì toàn bộ cái thằng này chạy các bạn nhé. Nó return này đúng không ạ? Và nó đọc thêm ở đây, nó đọc lên cái data động là gì? Prop.children đúng không ạ? Prop.children nó chính là gì? Chính là cái nội dung ở trong cái thằng admin layout các bạn nhé. Tất cả những nội dung mà bạn đọc trong cái admin layout này thì nó là gì? Nằm trong prop.children đúng không ạ? Rồi thì các bạn hoàn toàn có thể check cái này bằng cách gì? Các bạn vào lại cái routing này nhá thì nó sẽ các bạn thấy không? Vẫn đúng cái nội dung các bạn nhá. Đấy, khi mình load lại trang này nó không bị thay đổi gì các bạn ạ, đúng không? Điều này chứng tỏ là gì? Cái phần layout của mình là hoạt động bình thường nhá. Đây mình có báo một cái invalid DOM class, class name ở trong cái LIUL NAP3 component thì mình sẽ search xem có từ khóa class đâu các bạn nhé. Ctrl+F này, bạn tiến vào cái biểu tượng này. Ctrl+Alt này bằng. Đấy, ở trong cái thằng NAP3 component này nó có hai cái class này, các bạn sửa cho mình thành class name nhé. Class name. Rồi các bạn load lại giúp mình. Ok các bạn nhé. Thì các bạn chỉ cần nhớ cho mình là ở đây là gì, cái thần layout ấy là những phần chung nhá. Và tất cả những phần riêng thì các bạn đưa vào cái gì ạ? Đưa vào trong một cái gì? Cái bọc trong cái gì? Cái thẻ đóng thẻ mở của gì? Có layout các bạn nhá. Thì khi các bạn bọc như thế thì khi cái trang nó load lên ấy thì tự động cái thằng này này nó sẽ thuộc vào cái prop.children nhá của cái thằng gì? Nó thuộc vào prop.children của admin layout này. À, các bạn hoàn toàn có thể gì console log ra cái prop này để bạn nhìn kỹ hơn này. Console.log prop bạn nhé. Tức là tất cả những cái gì các bạn bọc ở trong cái gì? Cái admin layout thì nó sẽ là gì? Trong cái prop các bạn nhé. Children đây. Các bạn thấy này. Mình có một thuộc tính children này, các bạn mở ra thì nó gì? Nó chính là cái suộc, nó chính là cái content các bạn nhé. Đây, tất cả nội dung content gì ở trong cái đấy thì nó sẽ được show ra đấy các bạn nhé. Rồi, thì cái tư tưởng layout này là có chung các bạn nhé. Và sau này khi các bạn làm cái page là gì ạ, product chẳng hạn, thì các bạn chỉ cần sử dụng lại cái phần grabber ở trong cái product ở đây các bạn nhé. Và cái phần chung thì các bạn load ở trong cái admin layout này, đúng không ạ? Và sau này khi có một cái layout mới thì các bạn lại tạo một layout mới thôi nhé. Các bạn nhớ cho mình khi hai cái page ấy nó sử dụng content chung thì các bạn luôn luôn phải tạo một cái layout mới nhé. Rồi cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.